cho coi đó. Rồi có đến là ai đi, đến là đi. Đi cái đường đi về Mỹ Hòa đó. Đi lại cái cầu đúc đó là quẹo bên tay ra tay mặt đó. Rồi đi vô cái cầu đúc nó cũng quẹo bên tay mặt đó. Đi thẳng vô đây là gặp cái cầu này nè. Tới cái cầu này là cái cầu để người đẹp cho hiểu biết cái con ở đây là có ông già đây nè. Dạ. Cái đó ở đâu mà được ông già? Đi chừng mấy tiếng mà. Dạ cụ ơi. Cụ kể chuyện về đức thầy á cụ. Đức thầy ngày xưa giả là đi bán này kia thử lòng bá tánh á cụ. Thôi. Dạ. Đi nói ông dạy đạo mà ông nói một câu này mới là chết đứng ra chứ. Dạ. Ông nói thầy chùa như thế cây sơn, ngoài ra coi chắc cái trong thời mối ăn, buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều vô thế thiên nhân cho đời. Rồi ông nói đạo ông là hòa hảo, ông nói bổn đạo thì đông mà trở sụn dông không đầy. Rồi thành ra ông dạy đạo mà ông nói vậy bổn đạo ông ơi, nếu mà ông không chỉnh sửa mà để xe trịch trật thì sụn dông không còn. Thành ra ông nói đó là cho đạo ông sửa, chứ mà trở lại ghét giận ông là còn chết thêm. Yeah. Ghét giận ông này thì giờ đi ta tới thầy này thì kia bệnh không ai trị được hết, mà tới ông đó đó rồi bắt đầu rồi ông mới nói thôi lần thứ hai tôi cũng ráng giúp ông đốt nhà ông nguyện tử cắt dây thần trên miền núi. Yeah. Rồi nghe rồi khăn đóng áo dài lại cái rồi ngay ông quỳ xuống, khoanh tay quỳ xuống cái ông nói ông trả rồi không được rồi. Trời ơi, cắt dây thần trên miền núi bây giờ mà khăn đóng áo dài và khoanh tay quỳ rồi thôi ông làm ơn ông dẫn cái ông nam này giờ cái tôi không có giúp được rồi ông ơi. Rồi ông tính dẫn về rồi ông nói thôi ông đi về đi, 7 ngày ông đến đây tôi mới được về. Rồi ông ở đó ông nam con của ông trả ở đó hết 7 ngày. Dạ. Ông nó mới chỉnh trưởng rồi cái là thật mà là Phật tổ mà lựa cái ông nào thấu thiệt trong bầu thế giới đó là ông đó ông nhập vô cái xác vỏ đó. Rồi cái ông cả 7 ngày ông tới rồi mới về rồi mới dạy đạo ông chỉ đường lối này nọ. Mẹ cũng kêu con bằng thầy, cha là ông cả cũng kêu con bằng thầy đó, đức thầy đức Quỳnh Giác Thú nè. Dạ. Ông dạy đạo đạo hòa hảo bây giờ rồi ở trên cái vùng đó có đi lần thánh địa hòa hảo đó, lên đó ngày 18 tháng 5 lên chụp mô hình nè, mà lấy mô hình cũng cho coi. Dạ. Dạ nãy con có xem rồi. Dạ. Đó là đức Quỳnh giáo chủ là đức thầy ha cụ. Tao làm việc đó nè, tao hai cái sắc lệnh. Dạ. Một cái sắc lệnh trước là của ông trời với mấy cô ạ, là cũng đi cầm cái sắc lệnh đi trị bệnh nào cũng hết, là của ông trời. Rồi bây giờ sắc lệnh của mẫu nè, nên là chụp lỗ ra nè. Dạ. Có ai làm việc mà có hai cái sắc lệnh. Dạ. Còn không biết ông trời mà có xác lệnh không, chứ tao tới hai cái xác lệnh này là cụ có ha, cụ có hai cái xác lệnh hả cụ? Hai xác lệnh. Dạ. Dạ, cái công dụng của cây xác lệnh đó là sao cụ? Trời, xác lệnh linh dữ lắm, tao nói gì cũng được mà làm gì cũng đặng. Dạ. Dạ cụ nói về cái cây xác lệnh đó cho tụi con nghe được không cụ? Bệnh thứ nào mà lại được là sắp cho tao rồi chết lạp hết trận. Xác lệnh ta có vô quậy thì chết vậy. Dạ. Bởi vì nó làm gì cũng không được. Ngày xưa đức thầy á cụ đi khắp nơi để thử lòng bá tánh hả cụ? Đấy. Đi khắp nơi luôn. Đi cùng hết. Ngày xưa đức thầy có đến tháp 10 để thử lòng bá tánh về câu chuyện gì không hả cụ? Là có cái cuốn kinh của bậc thầy đó. Dạ. Để kiếm hỏi đâu có là coi là biết. À. Ông dạy ta chắc chạy ngẫu chạy chứ mà. Cụ. Là ta trong trắng mà cho hiểu biết để được còn Phật.
đó là ông Phật Tổ ông lựa rút ngâm này. Dạ. Bởi vì ông bắt hàng hà số Phật ngồi có hàng đó. Rồi mười phương chư Phật cũng ngồi có hàng hà, chưa cái đường giữa. Cái ông đi cái đường giữa, ông dồn bên đây, dồn bên đây, dồn bên đây, cỡ lại cái ông. Ông điểm cái ông nội này là Phật Tổ biết, biết cái ông Đức Phật Thầy này là thống triệt trong một thế giới. Thành ra điểm, ông mới ra, ông mới đứng dậy lại con tay nói Phật, Phật Tổ ý ông định sao? Nói về ta xuống với trần gian biết, ta sao mình vậy? Ông hỏi vậy giờ đi cái hướng nào nó thì xuống đó biết. Xuống đó là mới vô con, mới vô cái, rồi cái bà vợ ông cả yeah. Ai rủ đi trên núi lên được, lên cái dốc lên được mới đỡ dùm cho lên. Lên thấy cái dĩa có trái bàn yeah. Lên cái dĩa có trái đào chứ, có trái đào. Nói chà cái dĩa tốt quá sao có trái. Đó bây giờ cái phần này là bà phải lãnh nè. Nói giờ đi có ai để coi có ai chia chứ tôi lãnh hết sao. À trách nhiệm của ai nó là bà phải ăn, bà phải lãnh. Rồi chúng thấy bà ăn, trời ăn vô rồi nó nhẹ nhàng, tâm trí minh vệ sáng. Rồi đó tối về ngủ với ông cả, nói ông cả ơi tôi ăn được trái đào sao nghe nó tâm trí minh vệ mà nó nhẹ nhàng quá. Ông nói đi không cho ông hay ăn có một mình, còn nói ông cả nữa yeah. Rồi ít bữa cái bụng bự, bụng nhảy lớn rồi nó, trời ông cả ơi cô sao cái bụng giờ lớn rồi. Tới gần ông. À, ông đó là cái ông gì đây nè, Minh Dương, coi ông gì đó, ông gì, Vua Minh Dương, đang ở quẹt đây, hả, ông quẹt, cái gì, ông quẹt, Vua Minh Dương, coi Vua Minh Dương là ông gì. À Vua Minh Vương quyền về các vị quyền về các vị đế vương, ông vua nào cũng lại quỳ bái ông hết trơn. Ông là vua cả, Vua Minh Vương là chúa tể hết trơn mà không có con yeah. Rồi tới bà vợ mang cái bầu mà ăn tới đầu mang cái bầu nó mới có được ông. Ông nội này là sanh ra vị Phật nào hả con? Tới chừng lớn đâu thầy nào làm cũng hết rồi mới đi lên đấy. Ta định chỉ lên núi có ông thầy đó, ông chỉ hay lắm. Rồi lên ông thầy đó, ông vào cũng không có hết gì hết. Rồi ai đem cái sừng trâu lại gì đó lại để làm như sừng trâu. Rồi ra sẽ sẵn tính để mà là giúp bệnh. Rồi đó là ông biết tôi bệnh, tôi là bệnh gì không mà ông dám giúp bệnh tôi. Điểm mặt ông thầy trên núi. Ông thầy nói ông cả ơi, hồi đó giờ tôi trị bệnh cho ai không ai điểm mặt tôi, bây giờ nên là ông Nam này ông nói rồi thôi ông làm ơi ông dẫn về dùm đi, tôi không dám giúp ông ơi. Rồi bây giờ sau ta nung quá mới đi lần nữa, đi lần nữa mới ở đó 7 ngày đó yeah. Rồi đó, ông chia ra cái phần ông Phật đó là Phật Tổ khen đó là mới vô sát luôn mới đó. Rồi mới nói xét đạo với dạy bốn đạo với đạo Hòa Hảo đó. Càng ngày càng đông. Rồi mẹ cũng kêu ông bằng thầy, rồi cha kêu ông cũng bằng thầy. Cái đó là vị Phật thầy, vị Phật nào hả cụ? Cái đó là Đức Huỳnh Giáo Chủ hả nãy giờ? Đức Huỳnh Giáo Chủ nè, ông hỏi nãy dạ, giờ này, nãy giờ cụ kể là kể về dạ. Rồi bây giờ máy Nguyễn Kỳ nó mời lên đốc vàng, rồi nó nói sao quét rồi nó mới đem ra nó chặt ông. Rồi bốn đạo ông nói à, sao mà nó mời thầy sao thầy đi. Bốn đạo nói ông cho tôi đi theo không được, trách nhiệm của thầy cũng mãn nhiệm kỳ rồi, để lên coi nó xử sao. Vậy mà cũng chạy theo đâu tên hay gì đó, tới chừng đem ông ra là mà nói xử ông sao không biết. Rồi đệ tử cũng không vô yeah. Thì chắc mà yeah. Không vô, còn ông xẹt cái lần đen ông đi, rồi giờ ông đi nước này nước kia ông dạy đó. Yeah. Rồi còn đệ tử ông là bị chặt rồi con nói cái mộ của Phật thầy ở trên núi gì mà trên điện bà này
Điện mùa hông hả hả hả? Điện á, ừ. Cụ. Bây giờ trời nước bà gì chứ. Nước bà gì cũng mà. Bà thì cái miếu thờ bà ở dưới này. Còn cái núi ở trên. Nó núi ông Cát không? Lên đó là có cái mồ mã của ông đó bị trẻ tử đó mà. Dạ. Mồ mã thật thầy. Mồ mã thật thầy. Mà đâu có trẻ chết ông đi. Còn đó là đệ tử không? Dạ. Đem ra trong đó. Đưa mộ của thầy. Đưa mộ của thầy. Vậy là cái mộ đó là của Phật thầy nhưng mà thật sự là không phải là của Phật thầy phải không cậu? Ừ. Đó là đệ tử không? Còn ổng thì là cũng sẹt lần đi ăn nó đi rồi thật ai mà chặt được Phật từ đó ổng đi vừa đi nước này nước kia cũng dạy đạo mà cũng nói quá bên đường lối đạo chỉ đường nhưng mà nói theo nước này rồi nước nào tiếng nào cũng nói được hết rồi cũng dạy dạ. Nước nào cũng dạy được. Nghe không nghe làm sao làm. Đức Quỳnh giáo chủ hả tha cụ? Cái câu chuyện nãy giờ mà cụ kể đó là mượn trái ăn trái đào rồi sanh ra là cái đó là Đức Thầy Tây An hay là Đức Quỳnh giáo chủ hả cụ? Đức Thầy Tây An hả? Cái câu chuyện mà mẹ của cái người mẹ mà ăn trái đào sanh ra là Đức Thầy Tây An hay là Đức Quỳnh giáo chủ cụ? Ông này là Đức Phật Thầy. À, ăn có trái đào cũng là sanh ra Đức Phật Thầy đó hả cụ? Ờ, sanh đó. Dạ. Bởi vì ổng bây giờ ổng đi dạy đạo nước này nước kia đâu còn ở miền Nam. Dạ. Nhưng mà ổng có chuyển có cái chú học trò này từ ở Thánh Địa Hòa Hảo. Dạ. Ở Thánh Địa là Mỹ An. Cái Thánh Thất Mỹ An. Dạ. Rồi bây giờ không biết còn ở đó hay đi về nhà rồi. Đó. Ông đó là ông chuyển rồi ông vô ông nói chuyện này nọ. Thì ông cũng có vô cái hội sở nói chuyện. Thì có về rồi cũng đi nước này nước kia. Chứ không phải vô hoài trong cái phần năm đó. Cũng có cái phần đó. Hồi nhỏ đi học rồi đến rồi đi. Học bỏ không học rồi mới là đi kiếm chỗ nương náu rồi vô thánh thất câu đại thành ra giờ không biết còn ở đó hay là